Xanh mặt luôn rồi. Mặt xanh lẹ luôn rồi. Mười hai mốt hai cái. Hết đây hả? Còn gì nữa không? Hết rồi. Ủa cơ cơ. Cái này nó lấy cái tuổi chơi cho. Coi cái ủa. Coi cái hết chưa bà hai? Em có biết đâu. Coi. Coi lấy ta 8 bộ răng thì 84 không? Này. 84. 84 chưa. Ủa, cái này nãy có lấy không? Cái này chưa. Hồi nãy anh với thằng đó lấy cái gì? Chỉ lấy cái tủ thôi. Không, chưa lấy cái chưa lấy cái Ủa cái này cho lấy qua. À cái này chưa lấy chưa cơ. 11 chưa à. Chưa thiếu cái này. 84. Okay. 4 11 13 lấy rồi đi. 10 10 nãy lấy rồi đúng không? 10 là lấy hết rồi đó. Còn cái hàng bên kia nãy thì em không biết. 8. Ừ. 84. Đi. Đi 84. Nó té bây giờ nghe chứ Hùng. Nhảy đi. Quay lại chỗ cũ nữa hả? 84 là cái chừng chỗ nãy đó. Cái giả hay thiệt này. Cái giả. Ờ. À. Còn 8 gì nữa không? Coi. 84 là lấy rồi. 84. Hai cái là hai cái lọc rồi nè. Lấy rồi. 10, 10 lấy hết rồi. Vậy giờ còn gì nữa? Không, hết rồi. Đúng rồi đó hả? 10. Chắc vậy đó. Hai cánh cửa, khung nhôm. Cái này là nó có, cái này của nó chọn. Khung nhôm là để nó lấy cho mình hả? Rồi cánh cửa rồi để nói chung cánh cửa để nó lấy phải không? 10. Xong rồi hết phải không? 10. Rồi anh làm đi. 10. Đi. Mấy cây này bông giả không anh? Ủa có thiệt mà. Bông giả.